chào cả nhà nhá. Em tiếp tục giới thiệu cho cả nhà vườn trà số 3 của nhà vườn em. Đấy. Đây. Đây là những cây trà bạch thế em mới làm. Chưa kịp sang chậu. Đấy. Rất là đẹp. Chân bẹ rất là dài nha các bác nhá. Nhìn đã thấy sướng rồi. Chưa cả nói đến chơi. Đấy. Nhìn thấy đã mê rồi. Đấy. Mặt của nó là mặt phải đây. Đấy. Mặt phải của nó đây các bác. Đây, đây cũng là một tác phẩm. Có báo giá được không? Đấy. Không, nói chung là hàng này thì em chưa báo giá. Chưa bán đúng không? Vâng, còn nói chung nó cũng có nhiều loại. Vì hàng nó chưa chuyển chậu nên nhà vườn chưa muốn báo giá. Đây, như những con điểm tuyết này em cắt cụt thì chân bẹ rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy có thích không? Này mà em cắt từ đây luôn. Đấy. Nhìn là đã thích rồi. Trông như này thôi nhưng mà này mai em sẽ đóng nó xuống. Nhìn nó là hai màu da rồi các bác. Đấy. Thì giới thiệu với cả nhà. Đây là vườn trà bonsai của nhà vườn em. Đấy, những cây mini nhìn rất là bé, nhìn rất là chất lượng. Đây cũng vậy. Đây là một cây trà điểm tuyết. Đấy. Bác nào nhà nhỏ nhỏ thôi. Đặt cây này vào chơi Tết cũng rất là đẹp. Tán rất là tròn. Rất nhiều hoa đó. Hoa cũng rất là ok. Đây cũng vậy này, như cây trà này cũng rất là xinh. Để mà chơi một cây trà như thế này. Đấy. Đây gọi là huynh đệ đây. Nhìn rất là sướng. Đây quay kỹ cho các bác nắm cây bạch nhị nhà vườn em. Duy nhất có một cây trà bạch nhị. Độc nhất vô nhị đây hả? Đây, bạch nhị đây. Không có lối vào à? Đây, có lối vào đây. Đấy, cứ đứng quay bạch nhị. Đấy, đi đâu đây. À, có hoa chưa? Đây, đang có hoa nha các bác nhá. Đây hả? Nói là phải chuẩn đây. Nụ bắt đầu đang nở, hé nở đấy. Nhị bên trong này. Đấy. Tám nhị nhá. Đấy. Này nó mới bắt đầu hé nở. Bạch nhị. Bạch nhị. Cái tên nó cái tên có liên quan gì không? Đó, gọi là nó là bên trong nó có nhụy nên như kiểu bát diện ấy, bạch nhị cổ này. Đây. Đây. Như bông này em đang chuẩn bị nở nha các bác nhá. Đấy. Cái này bao nhiêu tiền? Như cây này nhà vườn em giao lưu với giá là 90 triệu. 90 triệu. Vành gốc 15. Giả đét luôn. Đấy. Nếu như bác nào mà chưa có muốn siêu tầm thì liên hệ với em 0945 425 082 được sở hữu một tác phẩm bạch cổ. Đấy. Bạch nhị. Bạch nhị cổ. Rất là già dặn nha các bác nhá. Cây khỏe mạnh vô cùng. Đây là em trồng cao đất như này để mấy nữa em sẽ bới hết nó ra. Đấy, trong một cái chậu đồng nai rất là đẹp. Nhìn là đã thích rồi các bạn ạ. Đấy, đây là một cây bạch nhụy cổ. Đấy, đang lên nhụy rồi. Một siêu tác phẩm. Đấy. Đây cũng là một siêu phẩm. Đấy. Một cây bạch rất là già. Như cây này khách đã trả cho em là 60 triệu rồi các bạn. Nhưng bên em chưa giao lưu. Vì hàng đang dưới đất. Đây, hàng dưới đất. Sụ sị lắm à. Hàng cắt giật. Rất là đẹp luôn. Đây, giới thiệu với các bác. Đây cũng là một con bạch khủng. Vành gốc 26. Giả đét. Đang là em đang làm một đôi song siêu. Đấy. Nhìn nó thích được các bạn. Chưa cần phải nói lên điều gì đây. Bông bạch của nó đây. Nhìn này. Trắng như tuyết luôn. Đấy, bông mới nở nhá. Đẹp dã man luôn. Rồi. Đấy. Giới thiệu với cả nhà ở đây là những cây bạch. Cây bá diện dáng bonsai rất là khổng. Đây hả? Đây là những cây bonsai đây. Hàng mini. Giá dao động từ 1 triệu rưỡi 1 triệu 7 cho một cây tác phẩm bé bé như thế này. Đấy. Còn đây là những cây lựu nhá. Lựu nhà em đang chăn nuôi. Đây.
3.000. Liệu Nam Định các bạn nhìn những cái cảnh nó phê không? À, đấy bạn cắt đi hả? Vì hàng này hàng chăn nuôi các bạn. Đây, chìm thấy sướng nhá. Đây, cũng là những cây bonsai. Nhà vườn mới làm. Chưa kịp thay chậu nhé các bác nhé. Vài bữa nữa sẽ thay chậu. Đây cũng vậy. Đây, ngày mai em mới bắt đầu làm. Đấy. Chỉ cần bộ rễ nó thôi là đã nhìn đã thích rồi. Đi vào trong. Đây, rất là nhiều hàng cho anh em ngắm. Wow, rất là nhiều. Riêng hôm nay giới thiệu với cả nhà vườn trà anh em là rất nhiều hoa ở đây. Nhìn những cây bạch này. Này. Khủng khủng khiếp. Cây này hoa rũ rĩ luôn các bạn. Là phải hái vậy. Đấy. Nhìn nó thích rồi các bạn. Con này em đóng cong nó xuống làm trà thế. Hoa đỏ. Đây giới thiệu với các bác đây là những con liệu. Hoa liệu này, hoa liệu mâm xôi nhá, không nhụy luôn. Đây. Đấy, hoa rất là đẹp. Nhà vườn em đây giới thiệu với các bác luôn cái vạt diện nhìn rất là mê. Bé thì rất là mê. Này mang lên nhà. Nhà Tết Tết này hả? Không, mang lên nhà là cho các bác cái ngắm bác nào ưng thì đê về luôn. Lại bị đấy. Đấy, giới thiệu với cả nhà rất là nhiều hoa nhá. Hoa liệu phải nói là rất là đẹp. Một cây điểm tuyết bé bé nhưng mà rất là xinh. Cây trà rất là khỏe mạnh các bạn ạ, cực kỳ khỏe mạnh thôi. Đây giới thiệu với các bác đây là bông cung đình đỏ. Em cũng chụp bông cung đình đỏ này lại để cho các bác ngắm. Đẹp thật. Sao mà nhỉ? Quay sát vào. Quay sát vào. Đẹp nhờ. Đẹp mê ly luôn. Đây quay bông phấn sen nhỉ. Đâu bông phấn sen. Đây là bông bệnh nhật này. Bông bệnh nhật nó đây đẹp chưa? Này. Giới thiệu với bông bệnh nhật đẹp mili luôn. Nhờ. Bệnh nhật nếu nó ấy đẹp thì chị. Quá căng luôn. Bông bệnh nhật phải nói đẹp thật. Cây nó khỏe, cây này cây nó cũng thể khỏe. Đây bông đỏ này. Nó rất đẹp. Đây bông phân sen. Đây là một bông cung đình đỏ nhé các bác nhé. Đấy. Nước mưa nó vào nó vậy. Còn đây là bông phân sen này. Bông phân sen đẹp nhỉ. Đẹp thật, bông phân sen đẹp thế. Nói chung trà nhà em là rất nhiều loại các bác. Nhà em là có 8-9 loại luôn. Đây là vườn này là vườn toàn hàng chăn nuôi thôi các bác. Đây, những cái nụ em vặt đi đây. Để cho lọc nó lên. Đây, mùa như nay mà lọc nhà nó vẫn lên rầm rầm. Đây, quay cho các bác xem.
Đây mà vẫn lên lọc. Đấy, đây giới thiệu đấy. Đây. Thì em vẫn giới thiệu với các bác đấy. Đây là một vườn trà chăn nuôi của nhà em đấy, những cây trà lựu, những cây trà phấn sen. Và đây là những cây trà lựu ngố này. Lựu ngố giống như em đây. Bê lên xem nào. Em để em chăn nuôi hai cây luôn. Đây là lựu ngố. Có hai loại lựu nha các bác nhá. Lựu ngố và đây là lựu cỏ này. Bông lựu cỏ thì nhìn nó to, bông lựu ngố thì nhìn nó nhỏ. Này, hoa này. Lựu ngố này hả? Đấy, không, đây lựu mình. Lựu cỏ. Nó có nhiều mặt hoa lắm các bạn. Đấy. Rất là nhiều hàng luôn. Lần nào cũng phải vặt hết hoa được các bạn. Vì hàng này hàng em hàng chăn nuôi. Đây là em chưa bán, chưa giao lưu. Đây, các bạn nhìn những con bạch rất là khủng khiếp. Nhìn chắc đã thích rồi. Toàn những chân bẹ đẹp. Toàn chăn nuôi những hàng quấy đấy. Đây, những đi chà bạch, nhìn chưa? Đấy, lọc tuyết rồi. Tuyết mẹ. Ô tổ. Đấy. Đây này các bác để ý mà xem nhá. Đây này cái bông bát diện này. Này, nó thừa hoa này như thế này cơ mà. Nên các bác đừng bao giờ nghĩ rằng là để nhiều hoa là đã tốt. Đấy. Chú ý hoa thôi. Nhưng mà hoa nó chất lượng. Đấy. Ngắt rồi. Ngắt thoải mái. Đằng nào mà chờ ấy đi. Đây. Đưa lên tay cho mọi người. Đấy. Cho mọi người ngắm luôn. Đây, những cây trà khủng khiếp, lá đét. Cây này bắt đầu khỏe lại này, lọc sáng trắng này. Dạ, lá đét đẹp. Tưởng chết rồi. Ừ. Không, nó yếu rồi. Đây này, bây giờ nó nứt hết ra là lớn rồi. Đấy. Bắt đầu nó đang đẩy lọc mới này. Mày gốc bà đấy. Đây thì những cây này cũng vậy, toàn hàng chăn nuôi hết. Hai cây này nó dày quá chứ không vít cái cành này ra, đẹp quá. Đây có con này mới là chất lượng. Quái dị rồi. Phấn hồng. Phấn hồng cỏ nha các bác nhá. Em đang làm bonsai. Em đang vít vậy xuống. Chợ mấy hôm nay đúng như ma nhập luôn, sợ thật. Hả? Quay kỹ, đây mình vẫn quay hơi hơi. À. Chưa. Rồi thì em giới thiệu với cả nhà cái vườn trà bonsai nhà em như vậy. Thì em sẽ để số điện thoại bác nào mà cần tư vấn về trà hay là cần về giống hay là về trà thế thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Số điện thoại là 0945 425 082. Địa chỉ là xóm 3 Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định. Đấy. Nên là các bác cần tư vấn, kể cả là không mua trà nha em, mà cần tư vấn thì cứ điện thoại cho em, em sẽ tư vấn cho các bác. Đấy. Chứ không phải cứ thì cứ phải mua trà nha em mới tư vấn. Đấy. Nên các bác nhá. Đấy, thôi thì hẹn gặp lại. Xin chào cả nhà nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.